trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách chúng ta sẽ khắc phục cái tình trạng đó là khi mà gửi tin nhắn ở trên ứng dụng messenger thì chúng ta sẽ nhận được một cái thông báo đó là tin nhắn này không gửi được thì cái nguyên nhân mà dẫn tới cái việc là chúng ta sẽ nhận thông báo gửi tin nhắn không gửi được ở trên messenger là gì thì các bạn cùng tìm hiểu trong cái video ngày hôm nay nha nguyên nhân đầu tiên dẫn tới cái việc là các bạn không gửi được tin nhắn ở trên ứng dụng messenger và các bạn sẽ nhận được cái thông báo là tin nhắn này chưa được gửi đó là đến từ cái kết nối mạng internet của các bạn À, các bạn sẽ kiểm tra cái kết nối Internet của các bạn bằng cách là chúng ta sẽ bấm vào cái phần kết nối Internet Các bạn có thể là kiểm tra lại cái mạng Wi-Fi của các bạn hoặc là nếu các bạn sử dụng dữ liệu di động thì chúng ta sẽ kiểm tra lại à, Chúng ta sẽ sử dụng cái mạng Wi-Fi có kết nối ổn định để có thể là uh, sử dụng được cái việc là nhắn tin Nếu như chúng ta sử dụng cái mạng Wi-Fi hoặc là cái mạng uh, dữ liệu di động nó không ổn định hoặc là các bạn ở những cái nơi mà nó không có uh, sóng di động Thì các bạn sẽ không thể nào mà gửi được tin nhắn trên ứng dụng Messenger rồi và nguyên nhân thứ hai dẫn tới tình trạng là các bạn không gửi được tin nhắn ví dụ như trong trường hợp này thì cái tài khoản này đang online tuy nhiên thì khi mà mình bấm vào gọi thì nó hiện là không gọi được thì nguyên nhân thứ hai dẫn tới cái tình trạng là các bạn không gọi điện hoặc là gửi tin nhắn trên ứng dụng messenger đó là cái tài khoản của các bạn đã bị người dùng chặn có nghĩa là các bạn đã bị cái tài khoản facebook chặn cuộc gọi và tin nhắn và các bạn sẽ không thể nào mà gọi điện hoặc là gửi tin nhắn được và cái cách khắc phục thì các bạn chỉ có một cách đó là chúng ta sẽ sử dụng những cái tài khoản khác để có thể liên lạc với cái tài khoản này và yêu cầu họ là có thể là gỡ bỏ cái phần là chặn tin nhắn của họ thì lúc đó chúng ta sẽ thực hiện được. Rồi và nguyên nhân thứ ba mà các bạn không gửi được tin nhắn cuộc gọi ở trong cái phần nhóm chat ví dụ như là các bạn đang tham gia vào cái nhóm chat nào đó trước đây thì các bạn vẫn có thể là trò chuyện và gửi tin nhắn ở trong cái nhóm chat này tuy nhiên thì sau đó thì khi mà các bạn gửi tin nhắn thì các bạn lại không gửi được tin nhắn vào cái nhóm chat này nữa nguyên nhân có thể là vì là các bạn đã bị kích ra khỏi nhóm các bạn đã có thể là bị trưởng nhóm uh, kích cái tài khoản của các bạn ra khỏi nhóm cho nên là các bạn sẽ không thể nào mà nhắn tin ở trong cái nhóm này được nữa. Và cái cách khắc phục thì các bạn có thể là liên hệ với người uh, trưởng nhóm để có thể là thêm các bạn vào trong cái phần nhóm đó. Thì lúc đó thì các bạn sẽ có thể là nhắn tin lại bình thường. Và một cái nguyên nhân nữa dẫn tới cái việc là các bạn không thể gửi tin nhắn ở trên ứng dụng Messenger đó là tài khoản của các bạn bị spam. Uh, spam tài khoản là gì? Spam tài khoản có nghĩa là các bạn đã gửi uh, cùng một lúc với cùng một nội dung đã đến những cái tài khoản Facebook khác nhau à, nhanh và cùng một nội dung, cho nên là Facebook là nghĩ là các bạn đang spam tài khoản của người khác, cho nên là Facebook đã tạm thời à, dừng chặn và không cho phép các bạn gửi tin nhắn đến nhiều tài khoản cùng một lúc với cùng một nội dung. Và cái cách khắc phục cái trường hợp trên đó là các bạn chỉ cần đợi cái thời gian để cho Facebook có thể làm mở khóa lại cái tính năng nhắn tin cho các bạn và hết cái thời gian báo cáo lại sự cố đó là các bạn đã spam tài khoản thì lúc này chúng ta sẽ nhắn tin lại cho người khác một cách hoàn toàn bình thường. Và nguyên nhân tiếp theo dẫn tới cái việc là các bạn không gửi được tin nhắn hoặc là uh, gọi điện được ở trên messenger đó là cái tài khoản của các bạn cái tài khoản mà các bạn uh, gọi điện hoặc là nhắn tin thì đã bị khóa nguyên nhân thì cũng có thể là do là cái tài khoản này đã vi phạm cái điều gì đó ở trên uh, facebook hoặc là cái tài khoản của họ là họ tự khóa hoặc là tự xóa đi thì lúc này thì khi mà các bạn nhắn tin thì cái tên tài khoản của họ nó sẽ biến mất và cũng như là cái avatar nó sẽ không còn mà nó sẽ đổi thành uh, cái tên tài khoản đó là người dùng facebook thì lúc này nếu như các bạn nhận thấy cái dấu hiệu đó là cái người nhắn tin với chúng ta trên messenger mà hiện cái dòng chữ đó là người dùng facebook và cái phần avatar nó không còn hiển thị nữa thì có nghĩa là cái tài khoản này của họ đã bị xóa hoặc là đã bị facebook tạm khóa do vi phạm cái chính sách cộng đồng hoặc là chính họ à, có thể là xóa hoặc là tạm khóa cái tài khoản của họ thì lúc này các bạn sẽ không thể nhắn tin được cho cái tài khoản đó và cái một cái nguyên nhân nữa đó là cái bộ nhớ trên điện thoại của các bạn nó đã bị à, gần hết và chính vì việc là bộ nhớ trên điện thoại nó gần hết cho nên là khi mà chúng ta nhắn tin trên messenger thì messenger của chúng ta nó sẽ không đủ bộ nhớ để có thể là lưu trữ những cái bộ nhớ tạm ở trên đây và cái việc làm của các bạn để khắc phục tình trạng trên đó là các bạn có thể là xóa bớt cái dung lượng bộ nhớ ở trên điện thoại cũng như là các bạn có thể xóa bớt cái bộ nhớ đệm ở trên ứng dụng messenger và để xóa được cái dung lượng bộ nhớ trên điện thoại thì các bạn có thể là vào cái phần cài đặt ở trên điện thoại của các bạn lúc này thì các bạn có thể là vào cái phần chăm sóc thiết bị này và các bạn vào cái mục đó là lưu trữ ở đây thì các bạn có thể là nhìn thấy những cái mục mà có thể là chiếm bộ nhớ của bạn và các bạn sẽ xóa bớt đi để giúp cho điện thoại các bạn có thêm cái bộ nhớ trống để cái ứng dụng Messenger nó có được cái bộ nhớ trống để nó lưu trữ những cái phần bộ nhớ đệm trong phần tin nhắn. Như vậy thì các bạn có thể là sử dụng cái tính năng là nhắn tin và gọi điện một cách bình thường. Hoặc là các bạn cũng có thể là vào cái phần ứng dụng, các bạn tìm cái ứng dụng là Messenger. Sau đó thì các bạn có thể là vào cái phần lưu trữ này để các bạn xóa bớt cái bộ nhớ đệm đi các bạn sẽ nhấn vào phần xóa bộ nhớ đệm như vậy thì các bạn sẽ giúp cho cái ứng dụng messenger của chúng ta nó có thêm cái bộ nhớ đệm để nó lưu trữ những cái dữ liệu khi chúng ta nhắn tin và nếu như tất cả các bước trên mà vẫn chưa thực hiện được cái việc đó là nhắn tin và gọi điện được ở trên messenger thì các bạn có thể là tiến hành là vào cái cửa hàng Save Play hoặc là các bạn vào cửa hàng App Store các bạn gõ cho mình cái ứng dụng là Messenger lên các bạn có thể là cập nhật cho Messenger lên cái phiên bản mới nhất để khắc phục những cái lỗi phát sinh trong quá trình mà các bạn sử dụng nếu như các bạn đang sử dụng những cái phiên bản cũ thì có thể là nó phát sinh một số những cái lỗi và các bạn sẽ cập nhật cho messenger lên cái phiên bản mới nhất để khắc phục được những cái lỗi này và cách cuối cùng à, nếu như tất cả các cách trên mà các bạn thực hiện mà đều không có hiệu quả thì các bạn có thể là sử dụng cái cách cuối cùng đó là chúng ta có thể là gỡ bỏ cái ứng dụng messenger trên điện thoại và sau đó thì các bạn có thể là lên cái cửa hàng là xếp play các bạn tải lại cho mình cái ứng dụng là messenger sau đó thì các bạn sẽ đăng nhập tài khoản vào và có thể là sử dụng lại như bình thường